Có món gì ngon hôm nay, có món gì ngon đây này? Đây, xem cái này. Cái này menu. Cái rồng này. Làm gì có thịt rồng? Nào. Phải lắng. Đấy, mày tao nghĩ ngay mày lại chọn mấy cái món rẻ rẻ để mày để mày bớt tiền mà. Chọn món đáp bảo. Đáp. Vâng, để cứ để em chọn. Ấy, lẩu nướng mẻ đây, mày thích ăn mẻ không? Lẩu trâu gì? Ok. Lẩu. Ấy, ai đã à? Ui. Anh mà ngồi lên thì thôi xong cái xe luôn. Con khói lớn đây. Lẩu trâu nhá. Thịt lợn mán. Lẩu trâu này, thịt lợn mán này. Cứ cho cái lẩu thập cẩm luôn đi nhỉ. Cả trâu cả thập cẩm. Rồi mày gọi thêm món gì? À, cho em đĩa đậu. Có ăn đậu. Mực xào chấm mực ạ. Mực có mực không anh? Hôm nay có mực không? Này hết mực cả. Hết mực à? Thế thì đấy mày gọi đi. Thế có được. Món gì chấm mù tạt không? Không được gọi mấy cái món rẻ rẻ nhá. Còn món gọi món đắt à? Món... Xôi gì anh ấy? Ui. Đây. Tất đây á? Bánh. Tất đây á? Mày gọi tất chỗ này thế này thôi á? Ừ. Gọi thêm. Hôm nay phải ăn toàn đồ ngon toàn đấy chứ. Thế em gọi cho em đi nhá. Em có biết bao nhiêu đâu. Anh ơi. Ôi, cho em đĩa trâu luộc cả con. À, cả gì nhỉ? Cả mù tạt nữa. À đấy, chết vào lấy mù tạt đấy. Anh chết vào đi. Trời, ăn uống thế này thì bọn mày ăn đi. Trời, mày cũng này. Đấy, rượu nữa. Mày uống nước gì? Nước coca. Tao bảo tao gọi mấy món này. Lấy cả mù tạt nghe anh ấy. Ăn thế này không gọi trâu để rồi các thể loại trâu đấy thú rừng ra ăn đi. Hôm nay anh em mình ăn hết triệu thì tao còn 100 triệu 1 ăn tiền. Ăn tiền luôn đấy. Ăn 1 triệu để lấy 100 nghìn. Hả? Lấy đi em một tạc nhé. Kéo ơi. À đấy, chén dần đi đã. Hết rồi à? Không đủ ạ. Mãi nay anh em mình quyết định gọi là xóa, chả mấy khi nhặt được tiền. Đấy. Nhé, nhặt được cái nợ rồi. À, mình mà có nợ ai hay là vay của ai ngày trước thì tôi Tết nhặt được tiền giả nhá. À, như hôm nay nữa, nhặt được 1 triệu lắm, nhớ đâu. Cái bọn nó nhiều tiền. Được 1 tuổi nhiều bọn nó rơi tiền nhiều lắm. Ờ, tao nhặt được 10 triệu thì sao? Trời chơi em nhặt được 20 nghìn. 20 nghìn bỏ. 100 nghìn làm như chó làm. Bao đệ nhặt được 100 nghìn. Nhìn thấy tiền rồi. Đấy, để kể cái câu chuyện đấy nhá. Anh em mình đang đi xe. Hắn nhìn thấy tờ 100 nghìn đang lấp ló đằng góc rồi. À, có một ông đi qua, hắn nhìn thấy nhưng mà hắn chưa nhặt đâu. Đi qua phát lao vụ. Chả thế à? Thì nhớ đâu, mình nhặt người ta lại bảo là người ta làm giấy tiền thì sao? Chẳng thấy đâu. Thế hôm nay tôi thấy 1 triệu nó vụ nhanh thế. Hả? 1 triệu nó sẽ vứt nó mạnh quá. Bây giờ có anh được, có ai được. Mà anh vẫn nhanh hơn em đấy, vô được trước ấy. Ôi giời, này tiền này. Nó đi liền thì cũng ruột không vô nhanh nhìn mày mất nhá. Đây uống đi, uống cho mày chết. Nào, 100 100 100 chơi không? Chơi luôn nào. Lâu thế nhỉ? Lúc nay tao gọi đồ là lâu lúc nào nhỉ?
Rồi à? Xong rồi. Đem, con chưa đem ra nè. Anh biết. Con không còn bán nữa. Từ từ thì tao đi xem đã nhá. Đó. Máu của bọn nó đồng đo rồi nha. Rồi lại chuyển một chút nước cho nhau. Bây giờ là kịp. Trừ cho 50.000. Nhìn này. Ơi chẳng có 100.000. 100.000 thì cứ đưa đây đã. Đấy, tổng chí nó trừ 50.000. Vẫn phải lấy hả? Ừ, vẫn phải chưa đã đủ đâu. Thì ký sổ. Ký sổ không. Tí nữa tao giữ cả xe. Rửa xếp bát vào, ra rửa đi. Tuần nào bát bị rửa cho. Dọn hết vào xong ra bên kia rửa. Máu đại ca bảo em ở lại thanh toán mà. Bảo là máu đệ cầm tiền. Có tiền đâu. Để xích xe có lại. Tiền đâu. Đấy lại còn lấy cả cái bột canh mì tôm như thế này. Thì ăn mì tôm thì chẳng lấy lại bột canh. Tới chiều là còn bị ăn xoài. Lại đi ăn trộm xoài nhà hàng xóm à? Không. Nhanh lên dọn nhanh để ra rửa đi. Rồi cháu khắc rửa. Chú cứ đi làm đi. Ra trông xe, nó xích xe mới lại. Toàn mắm tôm thì rửa thì tối chứ rồi. Hai lần bắt mình ở ngoài nhà hàng rửa bát gì đấy. Nó gọi là thịt bò gà trọ. Đây con nhìn đấy, rửa canh mẹ nữa. Bop, bop, bop.
nhiều người. Chén mẹ. Sắp xong rồi sao ít bát thế này? Sắp xong rồi sao ít bát này? Mấy gái mà sao vỡ hết, rửa bát nào vỡ hết này? Vỡ hết thế này rồi à? Đâu, rửa cái nơi mà có phải rửa hết nữa đâu. Bây giờ mình thích về ra đây vào chỗ này cơ mà. Tại nó nặng quá, ai ở chú, cái cháu về lấy chỗ nó to rồi. Vỡ hết cả bát rồi, rửa thế này làm sao mà rửa được. Thôi đi. Thôi đi về đi. Ok, Vy để xe đây. Không để xe đâu. Đây, Vy về đi, để xe đây. Thôi đi về. Nhưng mà chẳng ai phải có xe chứ. Để xe đây, bảo không mau. Vy về đi. Không, xe. Bảo thằng Mau đại ca ra đây, chuộc. Nhanh đây. Bảo Mau đại ca ra đây, giả tiền nữa. Nào, cất xe vào trong này. Chiêu bảo Mau đại ca ra. Quả này về chết phải không?